Mình đang ở thung lũng vàng, đi lang thang một mình thôi. Ở đây rất là yên tĩnh, đi không biết bao nhiêu lần, chắc có lẽ hơn 10 lần. Lần nào tới Đà Lạt cũng cảm thấy có cái gì đó lâng lâng, nhớ cái gì đấy. Thấy nó không có vui mà nó buồn nhiều hơn. Cái cảm giác mà hứng khởi đi cách đây nhiều năm giờ đâu mất, chỉ toàn nhớ tới những cái gì hồi còn sinh viên, hồi lần đi đầu tiên, rồi sau đi đi với con nhưng mà lại không có em chịu. Trời nè, mang mát buồn, không có nắng, sụp xuống rồi, gió hiu hiu, một mình ở đây thôi. Cái góc này yên tĩnh quá, rất là yên tĩnh. Chả biết nhớ ai nhưng mà cái cảm thấy nó mang mát gì vậy đó. Có lẽ là mình sống ở cái xứ lạnh không hả? Chắc chắn là không hả.